Ngày 22 tháng 4, phiên tòa hình sự xét xử cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức diễn ra sau khi hoàn tất quá trình lựa chọn 12 thành viên bồi thẩm đoàn. Trong ngày đầu xét xử, các công tố viên đã cáo buộc hành vi chi tiền mà ông Trump thực hiện là vi phạm luật, gian lận trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016. Với phiên tòa dự kiến kéo dài khoảng 6 tuần này, ông Trump sẽ không thể thường xuyên tham gia chiến dịch tranh cử của mình. Tuy nhiên, cựu Tổng thống đã tận dụng giới truyền thông để thu hút sự ủng hộ bằng cách đưa ra những tuyên bố bên ngoài phòng xử án.